Chào mừng mọi người đã đến buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ hai, ngày mùng 1 tháng 7, 2024. Chúc mọi người ngày mới phát tài phát lộc, giải 8 thành phố 70, giải 8 Đồng Tháp 91, giải 8 Cà Mau 25, giải 7 thành phố 987, giải 7 Đồng Tháp 982, giải 7 Cà Mau 153 và bao gồm các giải còn lại. Mời mọi người tiếp tục xem buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thành phố 749126, đặc biệt Đồng Tháp 872708, đặc biệt Cà Mau 530946. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại buổi quay thử số lần sau. Bye bye.